Hà đạp xe đi đâu đó. Á à, ta, cái xe đạp đi sướng quá ta. Hà đạp đi đâu vậy? Hả? Đi nhà banh hả? Đạp đi nhà banh hả? Chó với con gà kìa. Nó bay về nhà. Nó nghe tiếng sư hạ. Bay về nhà. Hôm nay sư hạ biết đạp xe rồi ta. Hôm nay đạp xe đi chơi. Ờ đây mày cầm cho. Đã có chừng lọt xuống ruộng nha. Nha. Đâu? Đâu có con gì đâu. Có nhiều chuồng. Rồi đi đâu? Giờ quanh về đi. Ờ, lùi xe lại. Đúng rồi, giỏi. Giỏi quá. Rồi, làm mạnh lên. Để đua nè. Ai thắng? Mẹ thắng. Mày đi bộ mẹ thắng nè. Ôi sư hạ dí, sư hạ dí, dí mẹ, dí mẹ. Trời ơi, tới nơi rồi. Sang nào thắng. Sang nào thắng rồi. Vừa của ai sư hạ? Vừa của ai vậy? Vừa của ai? Vừa của Dương Hai hả? Nhà nội hả? Nhà nội chứ đâu phải nhà Sơn Hà phải không? Nhà Sơn Hà đâu? Rồi cái dây đậu đồng này tốt quá chừng luôn, chưa có trái. Nhà của chị Hương. Rồi con. Có nước trong nhà đó. Đi nhà uống. Nước mẹ phải ba hả? Ừ. Ủa không, sữa mẹ mua luôn bán. Ừ mẹ mua bán đó. Mẹ cho tụi con uống luôn. Xe vô, đạp vô. Đạp vô đi, xe đó. Đạp vô xong mới hai nè. Sao? Xe dơ làm sao? Rồi xe dơ làm sao? Con rửa hả mẹ rửa? Mẹ rửa hả? Sao con không rửa? Nè nhà ông Tám đây nè. Nhà ông Tám đây nè. Nhà ông cố đi chứ. Nè. Ừ, ông cửa không, cửa rồi. Sao đóng cửa hoài vậy? Sao đóng cửa rồi mẹ? Ừ thì không có ai nhà đóng cửa. Bây giờ chạy ra kia hay là về? Về. Nhà quay đầu về phải không? Chạy về đó. Chạy về đường đó hả? Đi đi, chạy qua đó đi. Qua đó đi. Bên đó cũng có đường về đó. Đi đi. Đường sao? Có đường sao? Mà. Ừ. Thì con chạy nó có đường đi mà. Sợ lũi. Sợ không? Sợ lũi. Sợ lũi hả? Sợ lũi xuống ao hả? Đúng rồi.
Xe này yếu quá. Dạ, có không? Có yếu. Ờ, con ốc. Con ốc ai bỏ vậy? Con ốc nó chết rồi. Không chết rồi mẹ. Nắng quá nó chết. Con ốc bị chết à? Không được thì dắt qua. Có chừng lọt. Cứu lên nè. Cứu lên, xe Hà giỏi quá. Qua được rồi. Cứu lên nè. Cứu lên. Rồi. Quá. Ông chút xe đạp đổ xăng hả? Có tiền xe đó nghe. Rồi, đi đường nào về? Đi đường nào? Đường này hay đường này? Ừ, chạy đi. Đường đó thì chạy đi. Chạy đi, ra lát ra nhà mình. Đường này rộng không? Đường này rộng không? Lá gì? Lá gì? Lá cỏ hả? Có. Nhanh nè. Tình không? Mệt chưa? Chưa mệt. Có đường về cả chưa? Đâu? Về đâu? Đó. Thấy có đường về đó. Rồi, quẹo đường nào về nhà mình? Hả? Quẹo đường nào về nhà mình? Con chuột kìa. Chuột này con rắn. Sao con rắn không? Con chuột có chạy rồi. Ừ. Rồi chạy đi. Con thấy cho tám cái lưỡi á, cám cái trường. Ừ. Chạy đi. Sao rồi ba đập nó rồi phải không? Ba đập con chuột rồi phải không? Hả? Nó đi đâu rồi mẹ? Nó chạy rồi trốn rồi. Nó chạy trong nhà hả? Ờ, chạy trốn vô bụi rậm rồi. Đâu nhà mình đâu? Cố lên nè. Ừ. Đâu? Chạy đường nào? Xe. Để lái qua đây nè. Ừ, đạp sát mép đó, đúng rồi. Sao không thấy đường? Đạp xe phải nhìn trước chứ. Phải nhìn đường nhớ, phải không? Nhà của người ta. Xe trước à. Bóp kèn đi, pin đi. Rồi, tới nhà rồi. Ừ, con đi kia, giờ con về đường này phải không? Vô khoe nội đi. Mệt chưa? Đạp hoài vợ sớm về. Con muốn đạp đi về. Đạp đi vòng vòng hoài vợ. Hãy về đi. Ừ. Thì con về bên này nè. À, con về đường đó đó hả? Đường đó nha, có vợ không? Rồi. Nhìn xe kìa. Chú và xin hả, nay chạy xe đi mua nước mía uống nè. Ừ, chạy xe đi mua nước mía uống luôn nè. Lá xích vô nha, xe nhiều lắm đó nghe chú ba.
rồi, lá vô đó đi. Lái xe đi mua nước mía. Rồi vô theo bà nội đi. Để xe ngoài này đi, chút mày rửa cho. Rồi, chạy vô đi. Rồi, để xe đó đi, chút mày rửa cho. Để xe đó đi, để chạy nhà dưa. Rồi, để xe đó đi con. Rồi. Tự đạp xe đi mua nước mía luôn đó bà nội. Đạp xe. Lấy xe đạp. Tự đạp xe đi vòng vòng hai vòng xong rồi lại mua nước mía đó bà nội. Tự đạp đi đó. Để đi bộ. Rồi. Trời đất ơi, con ăn hàng con ăn kẹo luôn, tiền đâu chịu cho nổi trời. Có coi phim cho mẹ không? Coi phim cho mẹ mới có tiền mua kẹo mua nước mía nha. Rồi mấy ba bà cô chú đi. Con nói đi, con mấy ba bà cô chú. Mẹ.